chương 01 một hai chân bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com mây đen dày đặc gió lạnh gào thét cỏ khô bay tán loạn bên trong một đám người không người có một ít cật lực tại dốc đứng trên sườn núi tiến lên xem sắc trời này lập tức liền trời muốn mưa đây là một đám già yếu tàn tật không phải đã có tuổi lão tẩu liền là bảy tám tuổi hài đồng từng cái thân hình gầy yếu trên mặt xanh xao thần sắc hoặc sợ hãi hoặc chết lặng. Đội ngũ phía sau cùng là một tên cầm trong tay cương đao tráng hán. Người này diện một hung ác, biểu lộ không kiên nhẫn nhìn xem chậm rãi tiến lên đội ngũ. Một đám tạp toái, đều cho lão tử đi nhanh chút, nếu để cho lão tử mắc mưa, trở về lăng trị các ngươi. Vốn là ngược gió lên núi, đám người thể xác tinh thần mỏi mệt bất an, lại đột nhiên bị hán tử kia lên tiếng đe dọa, đi tại phía sau cùng một lão phụ sợ đến thân hình lắc một cái, dưới chân không vững mềm nhũng thân hình thế mà đảo hướng sau lưng tráng hán bên cạnh lão hán muốn đi đỡ dĩ nhiên đã không kịp a à. nương theo lão phụ nhân thê lương rú thảm sau một khắc trong tai mọi người liền truyền đến lợi nhận xé rách da thịt trầm lắng chặt chặt âm thanh tất cả mọi người dừng bước ngơ ngác quay đầu vô ý thức nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng chém chết ngươi cái lão bất tử chỉ gặp áp giải bọn họ tráng háng diện mục dữ tợn, trong mắt tơ máu khiêu động, một bên trong miệng giận mắng, một bên không ngừng vung lên trên tay cương đao, bổ về phía dưới thân còn tại rú thảm lão phụ. Mẹ nó, nếu không phải là các ngươi những này tiện gia trốn trốn tránh tránh, lão tử hiện tại đã sớm ở trên núi ăn thịt uống rượu chơi gái. Tại mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, tráng háng hùng hùng hổ hổ một đao lại một đao vung hướng dưới thân. Bất quá chốc lát, lão phụ nhân liền hai mắt trừng lớn, máu me đầy mặt thịt mơ hồ, nằm ngửa trên đất không nhúc nhích, không có động tĩnh. Cho dù là dạng này, tráng hán còn không hết hận, tự như phát tiết trong lòng động lại oán khí, như củ điên cuồng bổ về phía đã không động đầy lão phụ nhân thi thể. Cái này điên cuồng một màn, cho dù là những cái kia gặp nhiều sinh tử lão đầu lão thái đều sợ đến toàn thân như nhũng ra, che miệng muốn nôn, hoảng sợ quay đầu không còn dám xem. Những hài đồng kia càng là không chịu nổi, từng cái sợ đến oa oa khóc lớn, muốn chạy trốn lại toàn thân không có khí lực, thậm chí đã ánh mắt đờ đẫn, bị sợ phá rồi tâm thần mất hồn. Chặt. Tư. Chặt thịt âm thanh, huyết dịch tư tư bắn tung tóe âm thanh, hán tử tiếng chửi rủa, hai đồng hoảng sợ tiếng khóc, ô ô hô gào gió núi âm thanh nối thành một mảnh, trở thành ngưng tụ thành thực chất sợ hãi, như oán như khóc. Bầu trời âm trầm, mây đen dày đặc. Âm âm lôi đình nổ vang, điện hoa lấp lóe, ngân xà tại tầng mây tán loạn. Nguyên bản hơi tối sắc trời, càng thêm ảm đạm, tự như lão thiên gia cũng đối phía dưới trên sườn núi cực kỳ bi thảm một màn không vừa mắt. hô mắt nhìn mưa to sắp tới, tráng hán mới dừng lại bạo ngược hành vi, thở phào ra một khẩu mùi tanh, trong mắt khiêu động tơ máu chậm rãi tiêu tán. Ha ha, thống khoái. Hắn tâm đủ hài lòng xoa xoa trên trán mồ hôi cùng huyết thủy chất hỗn hợp, đem dính liền vết máu bọc thịt cương đao chỉ hướng trước mặt đã bị sợ choáng váng lão ấu. Thừa dịp lão tử hiện tại tâm tình không tệ, các ngươi những này dê thịt nhanh lên hướng trên núi đi. Cương đao đông đưa ở giữa, dính liền huyết dịch bọc thịt vứt tại trước mặt lão đầu hai đồng trên mặt, rốt cục đem bọn hắn bừng tỉnh hồi hồn. So sánh lão phụ nhân máu thịt be bét thi thể, trước mắt tráng hắn không thể nghi ngờ càng khủng bố hơn. Trong đội ngũ lão đầu lão thái, cố nén trong lòng sợ hãi, nửa kéo nửa dắt lấy những hài đồng kia, tại tráng hán xua đuổi xuống tiếp tục hướng trên núi tiến lên. Cùng phong cuốn lên khô vàng cỏ dại, đánh vào trên mặt nhói nhói, khó có thể nhìn thẳng phía trước. Tráng hán hít mắt tùy ý quét mắt liếc mắt chung quanh. Chung quanh có cây thưa thớt, lại bởi vì địa thế, cho dù là khí trời tầm nhìn thấp, cũng liếc mắt có thể xem cái đại khái, khó có thể giấu người. Vừa rồi hẳn không có dê thịt thừa cơ chạy trốn. Bọn họ cũng không dám tráng hán xoay người đem cương đao tại lão phụ nhân trên thi thể lau hai lần, nhanh chân đi theo đội ngũ cuối cùng. Một đoàn người càng đi càng xa, biến mất tại trên sườn núi, chỉ để lại một cổ máu thịt bè bét thi thể cùng vần quanh quanh quẩn một chỗ ô ô gió núi âm thanh. Quẹ, đột nhiên, một tiếng nhỏ bé nôn khang âm thanh từ lão phụ thi thể phía sau truyền đến. Tráng hán tuyệt đối nghĩ không ra, vừa rồi thế mà thực sự có người thừa cơ lẫn trốn đi, cách hắn vị trí mới vừa rồi bất quá nửa trượng khoảng cách, lại vừa lúc ở vào hắn tầm mắt điểm mù. Tạm thời còn sống. Lý Thanh Huyền suy yếu từ nằm sắp mặt đất đứng dậy, còng lưng thân thể, dùng cả tay chân bò hướng lão phụ nhân thi thể, theo sau chịu đựng mùi hôi thối cùng thân thể nôn mửa bản năng, vùng về lục lọi lên. Nửa khối bánh khô, còn có lão phụ nhân một thân rách rưới dính máu quần áo. Những này liền là Lý Thanh Huyền toàn bộ thu hoạch. Cái này mua, ước chừng là thu đông thời điểm mưa to nổi lên hoang sơn giả lĩnh ngoại trừ trên núi nguyên thân cuộc sống thôn chung quanh căn bản không có tránh mưa chỗ không có che lấp mưa gió chỗ chính mình một đứa bé con thân thế tuyệt đối nhịn không quá đêm nay mưa lạnh đêm lý thanh huyền trong mắt hiện ra cùng hài đồng hoàn toàn không hợp tỉnh táo không để ý trên tay sền sệt huyết thủy chịu đựng thân thể buồn nôn buồn nôn bản năng đem bánh khô nhét vào trong miệng hướng tráng hán một đám người rời khỏi phương hướng chạy đi nơi đó liền là cổ thân thể này nguyên bản cuộc sống Lý Gia Thôn, chỉ là tại nửa ngày trước bị một đám hung tàn sơn tặc công phá. Mà bọn họ những này bởi vì thanh niên trai tráng ngăn trở mà chạy ra tới già yếu tàn tật, còn không có chạy xuống núi, liền một lần nữa bị dưới chân núi trong coi sơn tặc bắt trở về. Nếu như không phải tráng hán kia, trên đường vô ý lộ ra bọn họ những hài đồng này liền là đêm nay ăn thịt, hắn là không nguyện ý tại loại khí trời này phía dưới mạo hiểm vẽ vời thêm chuyện bị động về thôn, thập tử vô sinh. Chủ động lẻn về, mượn chính mình người trưởng thành ý thức cùng đối thôn quen thuộc, còn có một chút hy vọng sống. Không sai. Lý Thanh Huyền cũng không phải là thế giới này người. Kiếp trước hắn là một cái sinh động tại màu xám giải đất thám tử tư, dựa vào can đảm cẩn trọng, xông ra không nhỏ danh tiếng, hơn nữa từ trước đến giờ không động vào không thể trêu vào người, cho nên sống coi như tứ nhường. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt dày. Cuối cùng hắn vẫn là nhất thời sơ suất, chọc phải quyền thế, muôn vàng thủ đoạn không địch lại đối phương thuận miệng một câu mệnh lệnh, cho dù phát hiện không đúng sau đó thứ nhất thời gian chạy ra nước ngoài, vẫn như cũ chết oan chết uổng. Lần thứ hai ý thức thanh tĩnh, liền phát hiện chính mình trở thành một tên trùng tên trùng họ 8 tuổi hài đồng, còn thêm đối phương một ít vụn vụn vặt vặt ký ức. Chỉ là trước mắt tình cảnh không thể lạc quan tráng hán một đám người tiến lên tốc độ không nhanh, lật qua đỉnh núi, Lý Thanh Huyền nhìn xem bọn họ bóng lưng biến mất tại một mảnh thưa thớt trong rừng cây. Hắn ngã sắp trên đất không có tiếp tục theo đuôi. Xuyên qua cái kia không tính lớn rừng cây, liền là Lý Gia Thôn. Loại vị trí này, trong rừng cây có thể sẽ có bọn sơn tặc tuần tra trạm gác ngầm nhìn chầm chầm dưới chân núi. Hy vọng mưa sớm chút hạ, không phải đợi đến sắc trời triệt để tối xuống, cho dù cổ thân thể này không có bệnh quán gà trứng, ta làm xuống tới cơ hội cũng không lớn." Lý Thanh Huyền trong lòng cầu nguyện. Chết qua một lần, mới biết sống sót trân quý. Đầu thai làm người, cho dù có một phần vạn sống sót cơ hội, hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ. Gió núi thấu xương. Lý Thanh Huyền ngăn chặn trong lòng lo lắng, không ngừng cẩn thận từng ly từng tí xê dịch tứ chi, bảo trì huyết dịch thông suốt, miễn cho đến lúc đó thân thể cứng ngắc hành động bất tiện. Tốt tại hắn vóc dáng gầy nhỏ, lão phụ nhân huyết y như là chăn lông đem hắn bao khỏa, duy trì thân thể của hắn nhiệt độ. Thời gian từng chút một trôi qua. Rốt cục, tại sắc trời triệt để ảm đạm trước lúc, một đạo màu trắng bạc thiểm điện vạch phá màu đen xám bầu trời, đem phía trước rừng cây chiếu sáng. Âm âm. Lôi đình nổ vang, chừng hạt đậu hạt mưa từ không trung rơi xuống, gột rửa lấy phiến đại địa này ô uế ta nhất định sẽ sống sót. Lý Thanh Huyền trong mắt lóe lên ngoan ý, chờ đợi hơn 10 hơi thời gian sau đó, không do dự nữa, đứng dậy theo cơn gió mưa một đầu đâm vào trước mặt lơ lỏng rừng cây. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.